Chiều ngày 4 tháng 7, đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố do đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường Phương Nam. Theo báo cáo, trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Phương Nam đã phối hợp với đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố, thường xuyên kiểm tra nắm tình hình để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Nhờ tuyên truyền sâu rộng và kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm, đến nay phần lớn các hộ dân đã có ý thức chấp hành quy định của pháp luật liên quan. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2018, Phương Nam có 84 công trình xây dựng, trong đó 74 trường hợp có giấy phép, 10 trường hợp chưa có giấy phép. Nguyên nhân do một số gia đình đang làm thủ tục tặng cho, đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy phép. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến nay, phường đã tháo dỡ 3 công trình xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế trong tháng 7 năm 2018. Qua làm rõ báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Đình Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường Phương Nam tiếp tục tăng cường kiểm tra quản lý về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, từ đó phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các vi phạm. Đồng chí yêu cầu đình chỉ thi công các công trình chưa có giấy phép xây dựng cho đến khi hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép theo quy định. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, địa phương cần cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật.